Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Sáng nay mình lại đến cưới mọi người. Ngày trời mưa này, mưa kiểu hơn mưa từ hôm qua đến giờ chưa tạnh. Chúng ta đang nhận được lời mời của đại gia đình nhà Thay. Cũng như quý vị đã có mặt tại Tư Giang, gia đình tiệc cưới của đại gia đình nhà Thay chúng tôi. Đặc biệt có mặt tại giáo tình tình nghiệp viên hôm nay. Và giờ phút đây thì đại gia đình nhà Thay chúng tôi đã bố trí tất cả chương trình nhất tiệc. Đây là giáp tình ngày tối nay đấy. Mượn là đến nhà bên cạnh. Để bên kia nữa. Và các bạn cũng thể kể cả tuyệt vời cho chú đại thần dâu. Thì giờ phút đây chúng ta hãy cảm về với các bạn tình yêu. Mình chọn cho mình tất cả những chương trình thật thật nhất. Để chứng kiến tổng mẹ. Chương trình trực tiếp lên thành công trong buổi chiều hôm nay. Sau khi quý vị an toàn một cách đầy đủ ở các bộ tình yêu rồi, thì chúng tôi sẽ chính thức kính mời hai bông hoa đẹp nhất, hai bông hoa hạnh phúc trong vườn hoa tình yêu trở về với lưu luyến quan hạnh phúc của mình. Và sau cuối lời tình cảm hiệu kỳ của dòng mệt thương đang làm cho việc gọi những cán bộ tình yêu. Xin mời các em chúng ta hãy đứng lên để chỉ chắc ra mắt của trưởng thủy trước đây. Xin mời chàng hiệu kỳ của dòng mệt thương hai em cùng dắt tay nhau đứng lên nào. Xin mời. Xin được nồng nhiệt thân ôn chào tất cả quý vị khách quý, quan viên đại học, bà con cô bác, bạn bè, nam nữ thanh niên đã được người tham dự chương trình trực tiếp lễ thành hôn cho chú rể Thái Sơn sẽ tiếp cùng cô dâu Hoài Tuấn trong giây phút đằng sau hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, lời đầu tiên cho phép anh em nghệ sĩ chúng tôi trở về từ trung tâm tổ chức thực hiện rạp cưới quốc cường, trở về từ mảnh đất kẻ sụp quê mẹ thân yêu. Xin được gửi tất cả quý vị lời chân thành cảm ơn, lời chúc sức khỏe, lời chào chân chào nhất. Kính thưa toàn thể hôn trường kính mến, hôm nay trong không khí thời tiết trời có mưa, nhưng bà con cô bác bạn bè nam nữ thanh niên đến đây chẳng lại gần xa cùng nhau hưởng thụ một nhà đông vui, mừng cho hạnh phúc lửa đôi dâu hiền rể thảo toàn đời thủy chung trăm năm cộng nghĩa vợ chồng họ lầu cha mẹ trời mong tháng ngày. Kính thưa toàn thể hôn trường kính mến, đến đây vui chung điếu thuốc miếng thầu thăm tình ngay họ đẹp lòng người ta tưng mừng khép léo gần xa vui chào xuân mới xa hoa trở về ngày vui đã mừng giữa làng quê bốn phương một trăm nhà cùng về hôm nay. Và kính thưa toàn thể hôn trường trân trọng và kính mến, quả đúng là vui sao đất mẹ kẻ sùng, mỗi khi có đám cưới thì mọi người về tụ hội rất đông, bao năm khao khát chờ mong, và hôm nay đây khách đứng cả vòng trong lẫn vòng ngoài, và ai ai cũng khen chú rể Thái Sơn chúng tôi có cái miệng ngọt như xoài. Mới tán Hoài Tuấn vài câu thôi mà em thời phải mê, tình yêu thì trong sáng miến chê, đêm nay hai bạn như dê kêu trên đồi. Và kính thưa quý vị, đêm nay hết đứng lại ngồi, đêm nay hai bạn như kẻo rồi mới lăn, và tình yêu thì chung gối chung chăn, chung tình nhà chung thủy chung luôn mặn mà. Và cô dâu Hoài Tuấn với cô thật thà, cô bảo con đầu chắc chắn sẽ là con trai. Và kính thưa quý vị, giờ phút đây thì có thể nói rằng được sự thống nhất của họ, được sự thống nhất của chính quyền địa phương, đôi bạn bè Thái Sơn và Hoài Tuấn đã quyết định nhà chọn ngày 12/8/11 năm Nhâm Dần để tổ chức chương trình trực tiếp lễ thành hôn, đặc biệt ngày cưới cho cuộc đời mình. Và thời khắc này đây, về phía đại gia đình Hoài nhà Thay, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lang Văn Yên, bà Lang Thị Thi, có địa chỉ tại mảnh đất kẻ sùng, xã Mẫu Đức, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Đại gia đình nhà Thay hân hạnh hết tình thông gia với đại gia đình nhà gái ông Lang Văn Lim, bà Lữ Thị Lâm, có địa chỉ tại mảnh đất bản Kẻ Nóc, xã Mẫu Đức, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
và thời khắc này đây, MC Quang Thành không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa. Ngay sau đây, tôi xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình trực tiếp lễ thành hôn cho chủ đề Thái Sơn sẽ kết cùng cô dâu Hoài Tuấn. Xin thưa được bắt đầu. Vỗ tay quý vị ơi. Đón chào sự ra mắt của chồng yêu quý cô dâu mến thương. Và kính thưa quý vị, chương trình lễ thành hôn đã được chính thức khai mạc rồi. Và đặc biệt là để khai tiệc cho buổi lễ đăng quang hôm nay, thì xin mời chàng hình yêu quý cô dâu mến thương hãy em nhấc chai champagne của mình lên để chúng ta khui rượu champagne minh chứng cho tình yêu bất diệt tường tồn mãi mãi của mình. Champagne lên em ơi, quá tuyệt vời. Xin mời em nắm tay nhau nào. Rót vào tất cả tháp ly tình yêu. Kính thưa quý vị, một tháp ly tình yêu được cả trung tâm tổ chức gần cố cường bố trí một cách đẹp mắt trong buổi sáng nay để chàng rượu quý của dân mến thương chính thức tay trong tay rót đầy những ly tình yêu của mình, và đặc biệt là chứng minh cho tình yêu bất diệt trường tồn mãi mãi của mình trong buổi sáng nay. Và tiếp đến chai rượu thứ hai, xin mời chàng rể tiếp tục thực hiện tất cả các bước như chai rượu đầu tiên đi ạ. Lần này thì tôi không phải nhắc chàng rể tại sao nữa, thấy chú rể cười rất tươi và có những cử chỉ đặc biệt hành động và bốc một chai rượu quá tuyệt vời, tôi thì không nhắc nữa đâu. Cô dâu hãy động viên chú rể vào một cái ôm đi ạ, một cái ôm eo để chàng rể sắp tuyệt vời hơn nữa. Có thể mới làm nó một chút đi ạ. Hai chai tuyệt vời, một sức mạnh tình yêu được chẳng thể thực hiện rồi ạ. Nắm tay nhau đi hai em ơi. Kính thưa quý vị, giờ phút này thì ở đâu bản thể chúng ta thực hiện một giây phút tuyệt vời và linh thiêng, đó là rót đầy tất cả những ly champagne rất là tuyệt vời sau này. Và xin mời chẳng thể nhấc hai ly rượu được bố thí ở phía trước tháp ly tình yêu của mình đi ạ. Kính thưa quý vị, champagne trong buổi trưa hôm nay thì đơn vị tính là 2 be, được chủ đề Thái Sơn lặn lội nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, như là dán mác Yến Kỳ, Diễn Châu quê mình. Nhìn màu ly rượu đẹp đỏ vậy thôi, không nên uống, mặc dù trong rượu không có độc, hay em chỉ nhấp môi thôi, được chưa? Vâng, kính thưa quý vị. Và giờ phút này thì chương trình trực tiếp này đài gia đình nhà trai bố trí theo đâm sóng văn minh, xin mời bàn tiệc chúng ta đâu ạ. Bàn tiệc chúng ta đâu? Bật nút chai của mình lên. Tất cả bàn tiệc đâu ạ? Bật nút chai của mình lên nào quý vị ơi. Nâng ly của mình lên nào. Ai có nước ngọt thì nâng cốc lên, ai có ly rượu thì nâng ly lên. Vâng, chẳng hạn quý cô dâu mến thương, quan khách đã nâng ly thì chúng ta cũng nâng ly được ạ. Và hai em chúng ta nâng ly ra phía trước để kính mời tất cả quan khách. Sau đó chúng ta quàng tay chéo vào nhau, mà phong cách Nghệ An là uống rượu phải dô, dô ba lần quý vị nhá. Ok, được chưa em? Giờ đi ra phía nước nào, và quàng tay chéo vào nhau. 1, 2, 3. Ai ba, ai ba, dô. Tuyệt vời. Sự tìm hiểu của hai em, sự tác hợp của hai gia đình, sự vui vẻ của bạn bè, và đặc biệt sự có mặt của quý vị trong khán phòng chiều nay là một động lực để xây đắp hạnh phúc cho hai em. Vâng, kính thưa quý vị, đó là điều tuyệt vời rồi. Cuối cùng ơi, anh em chúng ta thì hân hạnh được vẽ lên một bức tranh tình yêu của chàng rể cô dâu. Và giờ phút này thì tôi sẽ nhờ chàng rể quay một góc 37 độ hướng nhìn cô dâu. Và xin mời cô dâu quay một góc 37 độ hướng nhìn chú rể. Kính thưa quý vị, sức mạnh tình yêu của chàng rể thì đã được cân đo đong đếm bằng cách khui rượu champagne. Và sự trao tình yêu này thì chú rể sẽ dành cho cô dâu một tình yêu ngọt ngào hơn nữa. Và xin được hỏi với chàng rể Thái Sơn, em đã từng hôn cô dâu chưa? Trả lời thật. Có từng hôn qua. Vâng.
trước đây bảo là hôm qua kính thưa quý vị, yêu nhau thì trước đây cô dâu sẽ đến với nhau được không ạ? Thì hai bạn sẽ hôn nhau ở lũy tre rồi là những đồ hồn lén lút, đó là tình yêu mà chẳng gì thì hiện, đặc biệt là một câu trả lời chân tình. Và giờ phút này thì xin mời cô dâu, em để tay của mình vào chỗ nào được cho là cứng nhất của chủ đề em để vào đấy. Tuyệt vời. Em biết đặt đâu chưa? Chẳng gì, biết đặt đâu chưa? Vâng, kính thưa quý vị, ngay lập tức thì Thái Sơn đã đặt vào eo và đã khỏeo vào đây. Làm thế nào cho chỉ trắng 10 ngày có tiếng trẻ thơ khóc ông bà hậu ơ, đó là niềm vui hạnh phúc và sung sướng được chưa? Và kính thưa quý vị, ở bên tay ấy, hôn nhau là chuyện bình thường, gặp nhau ngoài đường thì người ta vẫn hôn nhau, còn ở Việt Nam thì phải nhìn trước ngó sau, nơi nào vắng vẻ thì làm mau mặc chuồn, đúng chưa? Và giờ phút này thì chàng này ơi, em đã dành cho cô dâu một tình yêu hạnh phúc ngọt ngào của mình, và cúc đường cho chú để cô dâu ba nốt nhạc đi em. Quý vị cùng đến với tôi ạ. Quý vị càng vỗ tay càng dài thì nụ hôn của chú này dành cho cô dâu càng sâu, càng lâu và càng đắm, đúng chưa? Rồi, 3 giây, 1, 2, 3, hôn ơi! Vỗ tay! Tuyệt vời! Rất là tuyệt vời, phải không quý vị ơi? Một tình yêu được chẳng thể chân định, người tặng cho người vợ thân yêu trường này một nụ hôn nồng cháy. Và chúng tôi cũng đỡ lời cho đại gia đình nhà trai, kính mời quý vị cứ tự nhiên vui vẻ đi ạ. Và chúc quý vị ngon miệng trong chương trình. Kỷ vật cho cô dâu, xin mời chàng để bóc cặp nhẫn cưới của mình ra đi ạ. Nhẫn trao nỗi nhớ niềm thương, đêm nay chắc chắn chân trường sẽ gãy làm năm, quý vị tin vào điều đó đi ạ. Vâng, và chàng rể nói với cô dâu Hoài Tuấn rằng tôi thấy cô dâu chúng ta thì ngượng ngùng, tôi hãy vào cho em. Cô dâu lắc đầu chưa? Tôi bảo chưa vào thì em có thể dùng từ từ giúp. Chú để biết ý như anh đành bắt bảo luôn hỏi vào chưa, vào rồi. Quý vị thấy vào chưa? Vào chưa quý vị ơi? Rồi thì đổ một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Vâng, tuyệt vời. Chúc cho em trăm năm tỷ viên mãn bậc đầu nghĩa phu thê. Và kính thưa quý vị, vậy là một chương trình đại lễ thành hôn đặc biệt, một nghi lễ tuyệt vời được chẳng rể cô dâu chính thức trao cho nhau tại cán bộ tình yêu. Và giờ phút này thì hai em đã chính thức thuộc về nhau rồi đấy ạ. Tìm ra một chiếc máy mầm, Quốc Cường sẽ đảm bảo chương trình âm thanh cho các diễn viên siêu này. Chiều anh ngược lối gặp em vui mừng.
chính thức trao cho cô dâu trước thời khắc bước lên xe hoa về nhà người. Và giờ phút đây tôi trân trọng kính mời những kỷ vật trở về từ đại gia đình nhà trai, trân trọng kính mời món quà từ hay bố mẹ phải không ạ? Vâng, bố mẹ của chủ đề sẽ bước lên sân khấu chính thức trao tặng kỷ vật cho hai con. Trân trọng kính mời bố mẹ của chủ đề không ạ? Quý vị hãy nhường đường và lối bước cho bố mẹ của chủ đề trở về với chương trình hôm nay đi ạ. Trân trọng kính mời. Từ đại gia đình nhà trai đó là bố mẹ của chú rể. Hôm nay cũng chính thức là bố mẹ của cô dâu sẽ chính thức trao tặng kỷ vật cho đôi bạn trẻ hôm nay. Trân trọng kính mời. Và sau bước qua trở về thiên an, trân trọng kính mời gia đình và bác hai Hường bước lên sân khấu đi ạ. Trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời gia đình bác hai Hường
đồng hành bước lên sân khấu và sau món quà trở về từ bác Hai Hường, trân trọng kính mời gia đình chú Biên bước lên sân khấu để trao tặng kỷ vật cho chú được con dâu. Kính thưa quý vị, một người mẹ mà chúng tôi hay đặt cho một cái tên mỹ miều là bà Gia. Quý vị, bà Gia thì có 5-7 bà Gia. Bà thì sáng sớm quét nhà, bà thì ra trường la cả sớm hôm. Còn mẹ Gia chúng tôi thì một người mẹ tần tảo sớm hôm, nuôi con khôn lớn và chăm con chăm chồng tuyệt vời quá. Vâng, món quà đầu tiên và món quà tiếp theo trở về từ anh Dần. Xin mời. Vâng, xin mời. Vâng, gia đình anh Sáng sẽ chính thức trao cho em. Vâng, kính thưa quý vị, quá tuyệt vời. Và sau khi trao quà cho anh Sáng ơi, đứng khép lại bên nhau đi ạ. Chúng ta đứng khép lại bên nhau để chụp một bức ảnh tuyệt vời xem đây. Món quà nữa là trở về từ em Lăng Văn Trọng nữa. Vâng, lại được bổ sung cho chúng tôi. Em Trọng nữa, bước lên cán bộ tình yêu nào. Khá đông. Vâng, tuyệt vời. Em Trọng đâu, mời em Trọng bước lên sân khấu tình yêu để chính thức cho tặng cho chúng ta cầu đi ạ.